Mình xin giới thiệu với quý vị, mình tên là Đức Hạnh, đến từ Germany, từ nước Đức. Mình làm điện thoại viên cho sở thuế. Mình qua Đức hồi năm 1988, lúc đó mình mới có 20 tuổi. Mình làm công dân Đức từ hồi năm 1997, lúc đó mình cũng bắt đầu mới đi làm. Mình có hai con, mà là bà mẹ đơn thân. Nhân dịp bạn bè rủ qua ăn Tết, mình thấy ở nước Mỹ này rất là vui. Và mình có đọc nhiều tin tức về nước Mỹ và Tổng thống Donald Trump. Mình rất là phục ông Tổng thống này vì ông, cái tâm của ông là luôn luôn muốn cho nước Mỹ đi lên. Và ông đã làm được điều đó. Ông là một người, trước khi được bầu, ông hứa cái gì sau khi ông nhận chức thì ông sẽ làm cái đó. Đó là ông là một trong số như ít những người mà làm chính trị là giữ được cái lời hứa. Cho nên mình thích ông chỗ đó. Và mình là người, không phải là người Mỹ, mình chỉ là người gọi là nước ngoài. Nhưng mình là người gốc Việt Nam. Mà người gốc Việt Nam, người Việt, bên Việt Nam bây giờ là bị bọn Trung Quốc nó xâm lăng, nó xâm chiếm từ từ. Mà nó xâm chiếm tất cả các, nó muốn xâm chiếm cả vùng Biển Đông. Cho nên là mình rất thích ông Donald Trump, ổng đương đầu với lại Trung Quốc. Mà trong khi đó bao nhiêu đời tổng thống khác chưa có ai làm, chỉ có ổng làm. Cho nên mình thường hay nói với tất cả mọi người ở đây là, với lại bạn bè của mình bên Đức cũng vậy, mình nói nếu như mình có được quốc tịch Đức, quốc tịch Mỹ, thì mình sẽ bầu cho ông Donald Trump. Cho nên mình, khi mình nghe ai bầu ông Donald Trump, mình rất là vui. Hy vọng là kỳ bầu cử này ông sẽ thắng thêm một nhiệm kỳ nữa, để cho, thứ nhất là cho nước Mỹ giữ được cái nền kinh tế nó được thịnh vượng. Thứ hai là ông lên làm thêm 4 năm nữa thì hy vọng là cái phía bên Trung Quốc nó bớt quậy đi, nó bớt quậy thế giới, với lại nó bớt quậy ở vùng Đông Nam Á đi ha. Thì mình có một tí chia sẻ về nước Mỹ và Tổng thống Mỹ, nước Mỹ như là như thế. Ich mag den Präsident Donald Trump. Er ist zuverlässig. Er sagt, er tut, was er gesagt hat. Er hält sein Versprechen.